Xin chào các anh chị các bạn. Nhà của ông bà thì đang hoàn thiện các bác nhé. Và vườn tược đây thì mời các bác cùng ngắm vườn táo của hàng xóm nhé. Mấy ngày đầu, gọi là đầu tháng 9 rồi. Hôm nay cũng 1 tháng 9 các bác ạ. Chúc tất cả các bác tháng mới rực rỡ, tràn đầy niềm vui. Tháng 9 như nắng mùa thu thật, nắng tháng 8 dám cháy bỏng. Đấy, chưa cả đến tháng 8 âm đâu. Đấy, giờ mời các bác cùng ngắm vườn táo nhé. Đấy. Vườn táo nhà hàng xóm sát bờ ao nhà em luôn. Đó, đây. Gọi là nắng dám cháy bỏng luôn các bác ạ. Thực sự là buổi sáng sương rất nhiều nhé, buổi trưa thì nắng và buổi tối thì bắt đầu se lạnh, đúng đặc tiện đặc cái tiết trời mùa thu. Đấy. Mời các bác cùng ngắm cái vườn táo nhà hàng xóm đây. Cái vườn táo này thì lại năm nào cũng ra quả sớm các bác ạ, và hại là nó xen thêm cả cam vinh hay cam lòng vàng ấy. Đấy, đấy. Cây thì đứng luôn và quả thì cực kỳ nhiều, các bác nhìn này, thực sự là vườn này còn chẳng khoanh chẳng khe gì cơ. Đây, các bác nhìn thấy quả, lượng quả cũng nhiều đó, các bác nhìn thấy quả nhiều chưa, toàn quả to quả khủng luôn đó. Nói chung là chả khoanh chả khe gì, cây thì bỏ mặc các bác ạ, bỏ vật bỏ vạ. Đấy, đây cây đây, đây gốc đây. Đến nỗi là năm nào cái vườn này cũng thế các bác ạ, sát vườn nhà em, sát gọi là sát bờ rào nhà em thôi. Mà lại còn trồng bưởi, trồng nước, chẳng trống chẳng tránh gì, gần như cứ bỏ vật bỏ vạ. Quả thì gọi là đại nhiều các bác ạ. Đó đây, quả đây. Đấy, đây. Đấy, lượng quả đây. Nên là không biết được nói được thế nào các bác ạ. Mà năm nào quả cũng thế nhé. Đây, quả nó dày chít luôn các bác nhìn này. Đây, mày các bác phóng lên vào đây, nhìn thấy chưa? Đấy cũng chưa. Quả nó cực nhiều. Vì là có cam nên là cái tán nó vóng lên và cũng chẳng vít, chẳng đóng gì cả. Đấy, cây trống vẫn còn để nguyên dưới đất này các bác này. Đó. Đấy, cây trống vẫn còn để nguyên dưới đất nhé. Rồi mời các bác đi sâu vào phía trong nữa xem là phía bên trong này quả có nhiều hay không nhé. Còn phía đây, những cái khu ở đây thì quả gọi là dày chít rồi. Cây này cũng thế các bác ạ. Đấy, cây này cũng thế. Đấy, đây, phóng quả lên này. Các bác nhìn này, quả này. Đó, quả thấy chưa? Rất là cao nhé. Cao lắm mà không vít tán. Để cành thì cũng gọi là lung tung, bỏ hoang các bác ạ. Vườn táo này thì ra là cũng chăm nhưng mà chăm theo kiểu chăm hoang đây. Đây, các bác nhìn thấy không? Đây. Đây, vào phía bên trong. Đó, đây. Phía trong này cũng thế các bác ạ. Hoa ra là có quả luôn này. Đó, đây, quả này. Đó. Cao lắm, nói chung là cao. Không vít tán, không vít gì cả. Đó. Vừa cam vừa đây, một số cam thì đơ, một số cam thì chặt. Đấy, những cái chỗ, hố này là hố gốc cam đã bị cuốc đi nha các bác nhé. Đây, hố này là đây, trước đây là gốc cam này. Đây, và còn những cái cây còn lại này. Đấy, chưa? Đây, cây cam này. Đây, vừa xen cam mà không khoanh không gì cả, không xử lý gì cả. Thế thì cũng bảo là thôi thì hay chẳng bằng gặp may hay gì đó đúng không các bác? Đấy, làm hay nhưng không bằng gặp may các bác. Cây ở đây thì nói thật các bác là đấy, các bác nhìn thấy thế này thì cái tốc độ chăm sóc, cái tốc độ gọi dàn dậu, tốc độ gọi là để mà kỳ công thì chắc chắn là không có rồi. Đấy, mà quả nó cứ ra tỉ tỉ đi thì đi vào sâu bên trong nữa các bác nhá. Đấy, cam thì cũng gọi là đây, nó rụng hết, áng nước nó rụng này, nó rụng này. Đó. Cam này nói chung là chặt được rồi, nó đơ nó hỏng hết đi, quả nó có thành gì ở đâu. Đấy. Phía trong này cũng có quả cũng thế các bác ạ, nó hơi tối một chút nhé, thì mời các bác sang bên này nhé. Nói chung là cứ đi thẳng đây và ra đến hàng cây số thì cũng chỉ có vườn táo này, hết vườn nhà nọ đến vườn nhà kia các bác ạ. Đây sát vườn sát nhà nhé. Ở trong này thì cảm giác quả kém hơn các bác ạ. Trong này quả kém hơn nhé, trong này thì chưa nhìn thấy quả mấy đâu. Nhưng ở phía đầu ở ngoài cái tỷ lệ quả khoảng nửa, mấy chục cây đây thì nửa số vườn là cây ác rồi.
Đó, đây, phía trong này. Ở trong này thì quả ít hơn các bạn ạ. Quả ít hơn nhé. Còn ra đến phía bên kia thì vườn vải, vườn cam. Tóm lại là cứ xa tít một tắc luôn. Lát thì nếu mà lên được nhà thì em mời các bác sẽ nhìn ngắm luôn cái ra cái vườn này luôn nhé. Và ra cái view cánh đồng này nhé. Đây cam này. Cam giặc cam dài. Những quả này thì tính gì nữa các bác. Đây. Đây nó còn muốn rụng luôn này. Đó. Một nửa cái vườn này các bác. Một nửa vườn này là quả nhiều. Có vậy là ra là có quả. Cứ ra hoa là có quả. Năm nào cũng thế nhá các bác nhé. Cái vườn này này. Em nhớ năm ngoái rằm tháng 8 ở clip em quay ở cái vườn này. Cái clip đó thì ở trên kênh cũ rồi, không còn nữa. Đấy các bác nhìn thấy không? Đây quả đây. Đó, quả đây. Đấy, quả đây. Nhìn thế này thôi nhưng cực kỳ nhiều quả các bác nhé. Nhìn cực kỳ nhiều quả. Đấy bỏ hoang bỏ không đấy. Cành nó gọi là leo phèo leo phèo thôi. Đấy, đây quả đây. Các bác nhìn này. Đấy, lượng quả đây. Đấy, quả đây. Và còn cái lượng hoa phía trên này nó rất nhiều hoa. Thì hôm cái đám này đám táo xuân các bác nhé. Táo xuân thì nó sẽ ra sớm hơn táo đài. Chiều nay thì anh Cường tại Cao Phong Hòa Bình cũng điện mở táo đài ra rất nhiều hoa rồi. Xử lý khoanh rồi nhưng mà lại không có hoa cái không nhỉ. Và nó chưa có quả. Đấy, anh Hải ở Mê Linh Hà Nội vừa cũng vừa điện xong. Trong buổi chiều nay thì cũng anh cũng bảo là đấy nói chung là xử lý khoanh như anh em chúng em thì cũng ra hoa rồi nhưng mà chưa đậu được nhỉ. Có thể là do thời tiết nó nắng nhỉ. Nó nắng cũng nắng ác lắm. Đây nói chung là do lớp hoa đấy các bác ạ. Đấy. Hay là như anh em nói là làm ăn cái gì nó phải may nữa các bác ạ. May nữa thì có khi làm chơi thì ăn thật. Còn các bác làm thật thì chưa chắc lại ăn chơi kiểu như thế. Đó thì mời các bác thăm cái vườn gọi là như dùng từ như thế nào nhỉ các bác. Gọi là bỏ hoang đi. Đấy thì hôm trước xem cái việc clip ấy thì nhiều anh chị cũng không biết là làm thế nào để học hỏi được và thực sự là nó cũng khó nên là kinh nghiệm mỗi người một kiểu thôi. Người vạc người không vạc, người khoanh người không khoanh, người chăm thế nọ, người vít ngọn thế kia, người tỉa cành thế nọ nhỉ. Đấy nhưng mà cơ bản là vẫn phải làm, phải chăm đúng nhỉ. Còn cái may mắn thì nó số ít thôi các bác ạ. Đây nhà cậu em này là may hay là khôn hay không thì không rõ nhưng mà năm nào cũng thế, quả mình chưa có quả mấy nhưng nhà vườn này đã rất là nhiều quả rồi. Rất là nhiều quả rồi. Đấy, tỷ lệ quả cái vườn này nó ra rất sớm nhưng năm nào cũng thế. Đấy, đây cả những cái cây yếu yếu này, đây những cái cây này. Đây, cái cây này là cây trồng thêm trồng lại này, yếu yếu này. Đây, và nó ra này, các bác nhìn này. Đấy, đây, lượng quả này. Đây thì đấy, và kể cả những cái cành kia thế, những cái cành cây này, đấy, rất nhiều luôn. Đấy, và nửa cái vườn này, ra nửa cái vườn này là lượng quả nó ra gọi chi chít rồi. Nếu đợt tới mà ra cái lớp này thì toàn lớp to thôi các bác ạ. Toàn quả to thôi, chứ không có bi đâu. Mỗi tội là không vít ngọn, không vít cành gì nó cao. Còn bên này vườn cam đây các bác. Cam cam sổ đỏ. Chuẩn bị cái đỏ rực rồi, ra ăn cam ngọt lắm. Đó, thì của các bác đến thế nào rồi các bác? Thử cập nhật tình hình nhé các bác nhé. Nhiều anh chị ở chỗ em cũng sốt ruột lắm. Thực sự là táo đến thời điểm này mà chưa có quả thì sốt ruột rồi. Nhưng mà thôi thì cũng làm gọi là hết mức đấy các bác ạ. Làm gọi hết tốc độ đấy. Nhưng có vườn không cần làm đấy. Kể cả ngọn các thứ cành con bé bé cũng chả cần tỉa. Đây các bác nhìn này. Đây, những cái cành này thì lẽ ra như anh em mình là phải cắt tỉa nó bỏ lâu rồi chứ. Đây, những cái cành này. Đây, những cành này này. Đây, cành này này. Đấy, cắt tỉa lâu rồi chứ. Nhưng mà đây không tỉa. Thế mà, kệ nó thôi. Mà quả thì lại sai chi chít. Đó. Đây, bây giờ thì em sẽ vào lên nhà nhé. Đấy, đây, vườn táo đây. Lượng quả đây. Đấy, các bác nhìn này, quả này. Đấy. Đây quả đây, dọc quả luôn, cực kỳ nhiều quả. Đấy, tóm lại là cứ nhìn rõ, nhìn quay lên thì mới nhìn thấy là có quả. Còn thì đấy, đây các bác nhìn thấy đấy, quả đây, nhìn rất rõ luôn phải không các bác. Đó đây. Thôi thì làm cái gì thế, may mắn là yếu tố cũng rất quan trọng phải không các bác. Nhìn thế thôi quả lại tương đối nhiều ấy nhé, một nửa cả vườn hất lại bên này quả rất nhiều. Đó thế thì may không bằng hay, không bằng gặp may đúng không nhỉ. Ông làm nọ bà kia thì chưa chắc đã
làm kiểu kỹ thuật lên kỹ thuật xuống chưa chắc đã có quả, mà ông cứ bỏ vật bỏ vạ có khi lại có quả kiểu như thế. Nhưng mà cái số này thì để như thế này thì may mắn, và cái số để không mà có quả thì ít, phải nói sự vậy các bác nhé, chứ không nhiều. Bố đâu? Bây giờ em mời các bác lên nhà nhé, để nhìn view ra phía cánh đồng này nhé. Và sẽ không ngắt video đâu, mời các bác đi thẳng luôn nhé. Thời tiết buổi tối mà nó oi lắm các bác ạ. Thực sự oi khó chịu. Không thì mời các bác lên đứng lên phía trên bó mấy bó củi táo nhé. Đấy các bác nhìn thấy gọi cành táo chặt từ trước không không nấu rượu hết này, đứng lên phía trên này nhé để nhìn view thôi chứ không lên nhà. Đó đây, đó cánh đồng đây. Đây, phía táo phía nhiều này, còn cái vườn táo thì vườn ấy ở bên kia các bác nhé, vừa phía bên kia này. Đây, cành táo này to quá không sang được các bạn. Đấy, vườn táo vừa mình vừa đi bên bên này đấy. Đó, thì ở trong clip này vừa cậu mời các bác ngắm vườn táo của nhà hàng xóm nhé. Táo bỏ hoang lại rất nhiều quả, bác đừng học theo nhé các bác nhé, đừng học theo. Vì may mắn hay là để không mà có quả thì rất ít các bác ạ. Không học theo cũng đâu. May không bằng hay, không bằng gặp may các bác nhé. Hoàng hôn thì xuống rồi. Thì xin chào và gửi lời chúc sức khỏe tới các anh chị các bạn. Chúc anh chị sức khỏe, an toàn, tràn đầy niềm vui, một tháng mới rực rỡ thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các clip tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.